Hello, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nào mà có dự định định nuôi chó thì các bạn xem hết video này nha. Hôm nay mình sẽ trong cái vlog này mình sẽ chia sẻ hai vấn đề. Một là vấn đề chuẩn bị nuôi chó thì các bạn cần chuẩn bị những gì. Cái thứ hai là về việc cái cạo lông máu cho chó poodle. Thì cái việc đầu tiên mà ai cũng có ý định mà chuẩn bị đón một bé chó về, đặc biệt cái dòng poodle này, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái thời gian mà mình đã nuôi, về kinh nghiệm. Đây là bé Sam của mình, bây giờ bé được cạo lông máu rồi. Nhìn lúc trước rất chi là khác, rất chi là đẹp trai. Ra thì cái đồ dùng thì nó rất chi là nhiều, các bạn mà chuẩn bị hết thì nó cũng khá là tốn kém, nên là mình chỉ liệt kê một số thứ về các bạn cần chuẩn bị trước nhé. Những cái thứ mà quan trọng mà mình cần, đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc lồng hoặc là một cái quây để cho bé vào đấy nằm ngủ. Thì các bạn nên đón những cái bé mà được tầm 2 tháng tuổi trở lên. Thì vì sao? Vì lúc đấy cái khả năng miễn dịch cũng như là lúc đấy các bé sẽ được tiêm phòng một cái mũi vaccine trước rồi, và mình nuôi sẽ dễ. Theo về thức ăn thì các bạn khi đoán về thì các bạn nên chọn cái những cái hạt mà có nguồn dinh dưỡng cao như của Royal Canin ấy. Và các bạn ngâm nước đi cho bé ăn, nó sẽ ổn hơn là các bạn đừng cho ăn cơm vội nhé. Và về các bạn nên cho ăn hạt trước. À, khi mua thì các bạn nên hỏi chủ cũ là đang chăn cái loại hạt gì. Và mình sẽ mua cái loại hạt đấy thì các bé sẽ đỡ bị đau bụng. Và thì các bạn có thể cho thêm ăn thêm hạt Royal Canin ấy. Thì cái hạt này nó nguồn dinh dưỡng nó cũng khá là đủ cho các bé cún. Khi cho vào thì các bạn nếu mà đổi lại hạt từ chủ cũ sang thì các bạn nên cho thêm một chút men tiêu hóa nhé. Đây để mình cho các bạn xem. Đây, men tiêu hóa. Đây, các bạn có thể sử dụng men tiêu hóa Elac, men tiêu hóa sống này, rất chi là thơm. Các bé cún trộn vào ăn rất là chi là ngon miệng. Đây một gói này. Hoặc sử dụng men tiêu hóa bio thì loại nào cũng được. Thì mình thấy cái loại Elac này thì mùi thơm hơn, cái trộn vào các bé ăn rất là nhiều đấy, tránh rối loạn tiêu hóa nhé. Đó, về thức ăn thì các bạn nên đón về nên cho ăn hạt trước, về sau tầm mình tiêm đủ 3 mũi xong thì lúc đấy cái hệ tiêu hóa nó cũng đảm bảo hơn, nó khỏe hơn chút thì mình có thể cho ăn thêm cơm, rau, thịt. Các bạn tuyệt đối là không được cho ăn gia vị có vị nhá. Ví dụ thịt thì các bạn chỉ ăn thịt luộc thôi, đừng cho ăn rau mới gọi thịt mà nó có gia vị, và các bé sẽ bị chảy nước mắt nhé và dễ bị đi ngoài, lúc đấy nó cũng hơi rách việc. Tiếp theo là cái dây thừng, bé sẽ cắn đồ, phá đồ. Thế mình cần chuẩn bị những một số thứ đồ chơi và cho các bé nghịch thì nó sẽ không cắn đồ, cắn dép, cắn quần áo nữa. Đó, thì đây là một cái dây thừng, các bạn cần chuẩn bị một cái dây thừng nhé và cho các bé chơi để nó các bé nghịch chơi, chơi cùng các bé nó sẽ không phá đồ nữa. Thế sau mình huấn luyện được dùng dây thừng này. Đó. Dây thừng này và những quả bóng xinh xinh và cho các bé chơi một số đồ chơi. Đó, đồ chơi. Đó, rồi. Tiếp theo là cái lược chải lông, lược rối. Thì các bạn nên chọn những cái lược mà nó mắc mắc xíu nhé, tầm gần 200 đấy. Vì cái lược này nó bằng cán nhựa, giá thành cũng gần 200 thôi. Các bạn nên chọn những cái lược này này. Và đầu nó là đầu kim. Đúng rồi, đầu kim. Đây nó có một cái lớp đạm đấy, thì chải lông nó các bé sẽ không bị đau khi mình ấn xuống, cái đạm này nó cũng lún xuống, khi chải lông nó sẽ không bị đau da các bé. Thì sử dụng những cái loại lược rẻ mà đầu nó có những cái hạt hạt ở trên chấm chấm bọc ở trên này này, thì những loại lược đấy và chải lông các bé sẽ bị đau nhé, có thể xước da. Nhưng lược này mình thấy nó hơi đắt một tí thôi, nhưng mà các bạn đầu tư và chải lông nó rất chi là bông. Đó, bây giờ bé mình nó cạo lông máu rồi nên mình không trải thử cho các bạn xem. Đó, lược rồi. Tiếp theo các bạn chuẩn bị thêm một cái lược này nữa. Lược này là lược rối, mình trải lông lược rối. Tiếp theo là cắt
canxi. Đầu tiên cái loại này loại mình mua canxi của Mỹ. Nếu mà có thời gian thì các bạn có thể tự làm canxi được từ cái vỏ trứng gà đây. Cái này mình canxi tự nhiên từ vỏ trứng gà, các bạn thì đỡ phải mua thời gian vì cách làm nó đơn giản. Các bạn muốn mua muốn làm xem như thế nào thì các bạn ấn vào cái link trên này nhé, mình sẽ để link ở đây, các bạn ấn vào xem. Nó cũng đơn giản thôi. Đây cái vòng cổ thì cái này có tác dụng gì thì các bạn nên cần nhé. Khi các bạn cho các bé đi ra ngoài ấy, thì các bạn cái vòng này nó có thông tin của các bé rồi, số điện thoại nó. Thì khi mà mình mà bị lạc cún ấy, khi ra ngoài mà không có cái thông tin gì trên ấy, thì cái tỷ lệ tìm được rất chi là thấp. Và khi mình có cái này rồi thì mà có người nào mà chẳng may mà tìm thấy thì có cái số liên hệ thì cái tỷ lệ tìm được của các bé sẽ cao hơn. Đó, các bạn chú ý nhé. Thêm cái này nữa, một cái bình uống nước tự động. Ở đây nó còn bi này, các bạn cho nước vào đây, cái bé lúc nào khác bạn sẽ liếm vào đây thì nước nó sẽ ra. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị cho bé một cái nệm ấy, cái nệm để cho bé nằm cho nó êm, mà cho nó êm ấy, cho đỡ bị lạnh. Thì các bạn không, về cái dòng poodle này các bạn không nên để cho cái bé nằm đất nhé. Nằm đất là sẽ bị viêm phổi. Viêm phổi thì nó chữa sẽ rất là khó, và tránh cho bé nằm đất nhé. Cái thứ hai là khi các bạn mà cho tắm ấy, thì các bạn nên sấy khô lông thật là khô để tránh cái trường hợp mà nó bị nấm. Nếu sấy không khô là nó rất dễ bị nấm ấy, lúc đấy chữa thì rất chi là tội nghiệp các bé. Nó về chân thế, chân thì các bạn cạo sạch bàn ở dưới đi. Các bạn nào muốn để đoạn trên đẹp thì cạo dưới thôi. Và bàn chân các bạn nên cạo sạch đi. Để vì sao? Vì cái dòng này ấy, là phải cạo lông bàn. Nếu mà không cạo lông bàn thì các bé khi đi chơi hoặc nhắm ở nước ấy thì ở chỗ này nó sẽ bị ẩm sẽ gây nấm. Lúc đấy với khổ thân các bé, nó ngứa mà. Bạn chuẩn bị cho mình một cái khay vệ sinh nhé. Đây, khay vệ sinh như kẹo này. Thì đối với các bé đực ý, thì các bạn chọn các loại khay nó có cái thành ý, thành chắn cao lên và gói cọc ấy. Đó, thì loại đấy nó sẽ mắc hơn một chút. Còn các bé gái thì các bạn không cần chọn những loại thành thấp. Nó hai loại đây, một loại mà thành cao, các bạn chú ý nhé. Các bé đực cần phải chọn thành cao. Tại vì sao? Tại vì khi các bé lớn thì các bé sẽ có cái tập tính là bắt cái chân lên ấy, nó tè. Không như lúc bé nó sẽ bắt chân là kiểu đánh dấu lãnh thổ, nó tè lên. Thì lúc ấy cần phải có thành cao để mình chắn cái nước tiểu. Và các bé cái thì không cần, chọn những cái thành thấp. Đấy. Còn về cái tã lót thì các bạn có thể mua cái loại mà than hoạt tính ấy. Đây, than hoạt tính như này thì dùng sẽ tiết kiệm hơn, thì mình mua sẽ đắt hơn mà, thì dùng tiết kiệm hơn. Mình có thể đã đấy tầm 2 ngày được, nó sẽ thấm ở thành gen, nó sẽ không có mùi như cái loại xanh mình thấy là dùng rẻ hơn nhưng mà tốn hơn. Phút lần các bé đi rồi mình cần phải dọn luôn. Còn cái loại kia thì mình có thể đã được tầm 2 ngày nó không có mùi. Đó, đấy vấn đề về đi vệ sinh. Và để hướng dẫn các bé đi vệ sinh vào trong khay thì các bạn không biết thì có thể xem video mình để link ở trên này nhé, thì các bạn ấn vào xem thì nó cũng đơn giản thôi. Cái tầm 3-4 ngày là con bé học được. À, còn một thứ nữa đó là dầu dừa thì phải bổ sung một lông cho bé. Đây, để mình đi lấy cho các bạn xem. Đây là dầu dừa. Các bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể mua dầu cá thì nó sẽ tốt hơn. Còn để tiết kiệm chi phí thì mình có thể dùng dầu dừa được nhé, để giúp các bé mượt lông. Mình đây, các bạn mua loại này cho mình nhé, xanh dương này của Việt Khô. Này mình mua trên Shopee thôi. Còn đây một thứ này nữa, có thể là khăn tắm. Nếu các bạn mà tự tắm ở nhà ấy, thì các bạn mua cho mình cái khăn tắm siêu thấm này nhé, giá thành nó cũng rẻ thôi. Thì cái loại này mình có thể sử dụng, nó rất chi là hiệu quả. Nó chi là hiệu quả ấy. Nó hút khá là khô ấy. Khi mình sấy xong rồi lông bé nó nhàn hơn.
clip thứ nhất mình xin được tạm dừng đây. Phần tiếp theo thì các bạn đón xem tiếp nhé. Bây giờ mình tạm dừng phần thứ nhất trước. Rồi, xin chào các bạn nhé. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.